Tính đến 16 giờ chiều nay, tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng vẫn còn 78 công nhân đang nằm điều trị. Một số cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh cũng đang còn hàng chục công nhân đang được theo dõi, nâng tổng số bệnh nhân nhập viện lên 128 người. Hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng ho, buồn nôn, khó thở. Một số người được đưa ngay đến các trung tâm y tế, còn chị Dung và một số công nhân thậm chí còn không biết làm thế nào mình đến được bệnh viện vì bị ngất ngay trên đường thoát ra ngoài. Đầu tiên thì họ hô là ở tầng 1 là ngất như ngả rạ rồi, xong bắt đầu là công nhân chạy hết, chạy một em ra một lúc sau là em gục. Giường bệnh không đủ khiến cho ba bệnh nhân phải nằm chung một giường. Khó khăn lớn nhất là chưa xác định được nguyên nhân và chất ngộ độc để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Chính vì chưa rõ nguyên nhân cho nên điều trị của chúng tôi là điều trị theo phương án của Bộ Y tế đưa ra là phương án điều trị triệu chứng. Ví dụ nhiều bệnh nhân vào là trong tình trạng là ho, khó thở thì chúng tôi cho thở lập tức khai thông đường thở và cho thở oxy. Có những bệnh nhân thì trụy mạch thì chúng tôi phải lập tức đặt đường truyền để nâng huyết áp lên. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế tỉnh Nam Định đã phối hợp với các cơ quan chức năng niêm phong khu vực xưởng may X2 là nơi công nhân bị ngộ độc. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường cũng đã tiến hành lấy mẫu để tìm ra nguyên nhân sự cố. Lấy mẫu môi trường bao gồm như là vi khí hậu lấy 15 mẫu, ánh sáng 15 mẫu, tiếng ồn công nghiệp 15 mẫu và bụi trọng lượng 15 mẫu, hơi khí độc là 30 mẫu. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng chưa có một kết luận chính xác, phải chờ cái kết quả. Từ 10 giờ sáng ngày hôm qua, toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam đã tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Đơn vị này cho biết cũng đã rà soát toàn bộ quy trình sản xuất, tuy nhiên chưa phát hiện ra nguyên nhân gây ra sự cố. Đến thời điểm này chúng tôi cũng chưa biết là nguyên nhân như thế nào mà sẽ chờ kết luận của cơ quan điều tra. Nếu như mà do cái dây chuyền sản xuất hay là do một nguyên nhân nào đấy từ phía nhà máy, chúng tôi sẽ ngay lập tức cải thiện và khắc phục lại, sau đó sẽ mời cơ quan chính quyền quay trở lại để kiểm tra. Đơn vị này cũng khẳng định sẽ thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, tiền ăn ở sinh hoạt cho 205 công nhân đến khám. Trong toàn bộ thời gian công ty tạm ngừng hoạt động để điều tra sự cố, hơn 7.000 công nhân vẫn được trả lương như những ngày đi làm.